Kính thưa quý vị và các bạn, cái vụ việc của ông Võ Quần Yên cho đến thời điểm này á, thì chúng ta thấy rằng có quá nhiều ồn ào và những cái tranh cãi xung quanh cái sự thật của ông thần y này hay cả nhà. Thật sự thì người ta tranh cãi không phải là vì cái chuyện Võ Quần Yên có trị hết bệnh hay không, Võ Quần Yên có lừa đảo vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng hay không, nhưng mà người ta tranh cãi vì những cái chuyện xung quanh nó, tức là những mà đặc biệt nhất là cái chuyện ông Võ Quần Yên có những cái mối quan hệ nào đó với các nghệ sĩ và đặc biệt là Hoài Linh. Nói gì nói chứ nghệ sĩ Hoài Linh cũng là một cái cây đa cây đề ở trong cái giới nghệ sĩ. Do đó khi mà bà Nguyễn Phương Hằng nhắc tên nghệ sĩ Hoài Linh mà có mối quan hệ nào đó với ông Võ Quần Yên, cho nên rất là nhiều nghệ sĩ, những cái đàn em, những cái người ơn nghĩa gì đó đối với Hoài Linh người ta đã cảm thấy bị Hoài Linh bị cái gì đó, cho nên người ta đã lên tiếng để bảo vệ Hoài Linh. Trong đó có cụ người mẫu Trang Trần, hay nhiều người gọi là Trang Khàng đó. Ban đầu thì chị này lên tiếng phản đối bà Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều. Cũng có thể là vì thần tượng của chị Trang Trần đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên mới đây thì trên tờ báo Tuổi Trẻ Xã Hội đó có đăng tải là Trang Trần đã tiết lộ tình trạng sức khỏe của Hoài Linh và chị này thành tâm sám hối ủng hộ bà Phương Hằng. Trên fanpage cá nhân của Trang Trần có đăng tải cái dòng trạng thái kèm theo, đó là cái link YouTube của bà Phương Hằng livestream nói chuyện. Cụ người mẫu tiết lộ về tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Hoài Linh, đồng thời quay xe ủng hộ bà Phương Hằng. Đấy. Kể từ khi mà được ủng hộ từ cái việc tố thần y Võ Quần Yên lừa đảo và đòi lại số tiền hàng trăm tỷ, thì bà Nguyễn Phương Hằng liên tiếp xuất hiện trong những cái đoạn clip trên nhiều nền tảng mạng xã hội với những nội dung khác nhau. Sau khi gọi tên chất vấn nhiều nghệ sĩ Việt từng kề cận bên ông Võ Quần Yên, hiện tại thì vợ của đại gia Dũng Lò Vôi đã có cuộc chiến đối đáp với cựu người mẫu Trang Trần khi mà chân dài này lên tiếng về việc bà Phương Hằng gọi những nghệ sĩ gạo cội là đám nghệ sĩ. Thậm chí bà Phương Hằng còn livestream công khai mối quan hệ của nghệ sĩ Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên. Vợ ông Dũng Lò Vôi đã gây sốc với khán giả khi cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh có mối quan hệ thân thiết với ông Võ Hoàng Yên, cho nên mới im lặng trong suốt thời gian qua. Vợ vị đại gia này đã chia sẻ như thế trong nhiều cái đoạn livestream. Hôm nay tôi cũng không ngại nói luôn với mối quan hệ của Hoài Linh và ông Võ Quần Yên. Hoài Linh đã cho 20 đệ tử của mình, trong đó có một trợ lý của mình, đến trường để học trung cấp để có bằng lương y, lang y gì đó để chữa bệnh. Chứng tỏ Hoài Linh cũng đang muốn học nghề của ông Võ Quần Yên. Đó là lý do tại sao Hoài Linh phải câm nín mà không bao giờ lên tiếng. Bởi vì sao? Hôm nay tôi mới thấy rõ và khẳng định cho quý vị, họ là một cặp, quý vị thấy không? Ông trời sinh ra hay lắm. Một người làm cho thiên hạ cười, cười ngã, cười nghiêng. Một người làm cho bệnh nhân đau đớn, khóc lóc. Một người làm cho người khóc, một người làm cho người cười. Tôi đã nói là tôi nói có bằng chứng, chứ tôi không phải người hồ đồ. Cho nên quý vị đừng đánh giá tôi hồ đồ. Quý vị biết là tất cả những nhóm này, họ có cái nhóm liên kết với nhau, trong đó có cả những diễn viên. Dù cho liên tiếp bị vợ ông Dũng Lò Vôi nhắc tên, thế nhưng cho đến thời điểm này, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn giữ quyết định giữa động thái im lặng, không hề nhắc đến ồn ào. Tuy nhiên, trong ngày 25 tháng 4 vừa qua, Hoài Linh và lại đăng một cái clip TikTok hài hước ca một đoạn về quả chuối, nói rằng là sa chi một nải chuối xanh, 5-7 người dành cho mũ dính tay. Thì cái động thái này của nam diễn viên khiến cho dư luận đón già đón non, cho rằng anh đang ngầm ý là đáp trả lại vợ chồng của đại gia Dũng Lò Vôi. Sau khi mà đăng tải clip trên TikTok thì Trang Trần bất ngờ đăng tải cái dòng trạng thái kèm theo, đó là link YouTube của bà Phương Hằng livestream nói chuyện lần trước. Thì cụ người mẫu cũng tiết lộ về cái tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Hoài Linh. Đồng thời chị bắt đầu quay xe, quay đầu để ủng hộ bà Phương Hằng. Đấy. Chị có ghi rằng là xem clip này thấy thương thật sự, chắc nhiều áp lực đè nén
thấy sức khỏe chú có vấn đề. Em ân hận vì cũng đã góp phần làm cho họ bị suy giảm sức khỏe. Thành tâm sám hối, vẫn một lòng như ban đầu, mong mọi chuyện ra ánh sáng. Có như thế nào, sự thật về ông Yên vẫn cần sáng tỏ. Chưa bao giờ ủng hộ ông Yên, nên các thánh đừng nhầm lẫn nhé. Thực tình, lúc này mọi chuyện đã rối ren, mong cơ quan chức năng phụ họ làm sáng tỏ cho nhanh. Nhiều người hỏi cắt cớ tôi gì? Nhiều người hỏi cắt cớ ức trào mà phải. Thôi, các bác chửi em cứ chửi, em sẽ im lặng dõi theo con đường chinh chiến vất vả của cặp đôi này. Thấy chú ho mà tội. Đấy, cô cứ bình tĩnh, như cái clip này ắt hanh thông trong cuộc lột mặt. Cái này khó đọc quá chị nha. Rồi, nói chung là Trang Khang đã tuyên bố là sẽ không đấu khẩu nữa với bà Nguyễn Phương Hằng. Thì thực sự thì cái vụ việc của ông Võ Hoàng Yên á, ai cũng biết, ai cũng thấy rồi, những cái tác hại, những cái hậu quả mà ông Võ Hoàng Yên gây ra cho rất là nhiều nạn nhân, trong đó có cả những người rất là nghèo khó, những người bệnh nhân, người ta phải chạy vai từng đồng từng cắt để người ta đi tìm đến ông thần y, nhưng cuối cùng thì họ nhận lại những cái điều gì đó nó còn tồi tệ hơn. Thế cho nên cái vụ việc này, bà Phương Hằng đã nói lên một cái tiếng nói để vạch trần sự thật, thì chúng ta nên ủng hộ hơn là chúng ta khích bác hay là mô móc những cái chuyện khác nó không có liên quan gì đến cái vụ việc của ông Vũ Hoàng Yên. Thì mong rằng qua cái vụ việc này chúng ta cũng nên hãy thông cảm với bà Nguyễn Phương Hằng, bởi vì mang cái tiếng nói là đưa ra cái sự thật cho cộng đồng, nhưng mà bà Nguyễn Phương Hằng lại dính vào những cái vụ việc không đáng có. Thì hỏi sao người ta không bức xúc, không ở nhà. Đôi khi đạt hoàn cảnh như chúng ta ngồi đó, chúng ta nói đó là nói điều tốt, điều hay, nhưng mà vô tình bị người khác chửi thì chúng ta cũng bị bức xúc vậy. Thử hỏi cả nhà, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của bà Phương Hằng xem sao. Chứ ngồi đó, nhất là những cái người đâu bên hải ngoại, 3-4 người cứ chăm chọc qua, hết xuyên tạc điều này đến nói xấu điều kia. Ngay cả cái quỹ mổ tim hàng hữu của vợ chồng chú Dũng Lò Vôi đưa ra cũng là một điều quá tốt cho cộng đồng, cho những trẻ em mà bị bệnh tim. Vậy mà họ còn ngồi đó, họ xuyên tạc, họ nói được. Đấy, chẳng hạn như cái ông gì đó, ông hai cái ông mà ở bên nước ngoài đó, xuyên tạc cái quỹ mổ tim hàng hữu của bà Nguyễn Phương Hằng, nói rằng là cái quỹ mổ tim đó đó là bà Hằng chỉ chi trả cho những bệnh nhân là có 15% thôi, còn lại 85% là bệnh nhân phải chịu. Rồi những bệnh nhân nào mà không có tiền á thì chấp nhận không được mổ. Đó, rất là cay độc. Thật sự á, cái vụ việc này nếu mà chúng ta tìm hiểu xác thực thì cũng dễ thôi. Chúng ta có thể gọi điện lên bệnh viện Chợ Rẫy hay bệnh viện Nhi, thì những cái bệnh viện mà có liên kết với cái quỹ hằng hữu đó, chúng ta xác nhận lại thì nó ra thôi. Chứ tại sao mà quý vị còn ngồi đó phán, rồi lại áp đặt cho một cái quỹ người ta vì người bệnh nhân như vậy? Nó rất là ác độc, là tội mạt đầu luôn á. Đó, như hôm qua mình có gọi lên bệnh viện Chợ Rẫy thì người ta xác nhận á là từ 90 đến 100% là người ta sẽ hỗ trợ mổ tim cho những cái bệnh nhân đó, chứ đâu phải là chỉ cho 15% rồi còn lại là bệnh nhân trả, không có tiền thì không trị, ông không mổ. Quá ác. Mang danh là những người trí thức, những người ở đất nước văn minh mà quý vị lại xuyên tạc một cái quỹ từ thiện như vậy thì quý vị rất là ác rồi. Tội mạt đầu luôn á. Rồi, xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.